Công ty đầu tư và tư vấn di trú AV Investment and Consultant Group sẽ tổ chức buổi hội thảo đầu tư cổ phần L1 và lao động định cư Mỹ EB3 vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 tại khách sạn Ramana, số 323 Lê Văn Sĩ, quận 3. Công ty AV Cali trong 10 năm qua đã đem đến cơ hội cho những gia đình tại Việt Nam sang Mỹ đầu tư cổ phần Visa L1 với chuỗi Papa John's, trung tâm Home Care. Thẻ xanh nhanh, không mất vốn, đảm bảo hoàn vốn nhanh chóng. Và chương trình định cư lao động EB3 là chương trình lao động định cư hợp pháp, lấy thẻ xanh cho cả gia đình, chi phí ít, ngành nghề đa dạng, nails, nhà kho, lái xe, nhà hàng, hotel shipping, văn phòng, bán hàng, v.v. Công ty AV Cali có đội ngũ luật sư di trú uy tín lâu năm và điều đặc biệt là các chủ đầu tư và nhà tuyển dụng cũng sẽ có mặt trong hội thảo lần này. Vui lòng liên lạc đặt chỗ để nhận thư mời 0393 954079, website avcali.us.